Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Trong video vào buổi tối ngày hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2021, Tâm xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả mọi người. Hôm nay, Tâm Tâm cũng chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn những tin tức liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ và cũng như là những tin tức khác có liên quan. Và cả nhà khi xem video hãy nhớ bấm đăng ký kênh để nhận thông báo thông tin mới nhất khi Tâm Tâm có video mới nha. Bây giờ chúng ta cùng đi vào phần đầu tiên là báo cáo nhanh về số ca nhiễm trong ngày hôm nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ tính đến 17 giờ của ngày 18 tháng 10. Tổng số ca mắc trong ngày hôm nay là 21 ca, nâng tổng số người mắc kể từ ngày 8 tháng 7 cho đến nay là 6.298 người. Số trường hợp được điều trị khỏi trong ngày là 56, nâng tổng số người được điều trị khỏi lên là 5.650 người. Tổng F1 và F2 trong ngày hôm nay thì đã truy vết là 25 F1 có liên quan và 10 F2 có liên quan. Trong số 21 ca nhiễm thì trên địa bàn quận Ninh Kiều là 9 ca, Cái Răng 3, Thốt Nốt 3, Vĩnh Thạnh 1, Cờ Đỏ 2 và ngoại tỉnh là 3 ca. Về tình hình phát sinh ca nhiễm thì cụ thể trong khu phong tỏa 9 ca, tầm soát cơ sở y tế 2 ca, trong khu cách ly 8, cách ly tại nhà là 2 ca. Những địa bàn có ghi nhận ca nhiễm trong ngày hôm nay gồm: thứ nhất, quận Ninh Kiều, trong khu phong tỏa 8 ca, tầm soát cơ sở y tế 1 ca, cụ thể là trên địa bàn 3 phường gồm Cái Khế, trong khu phong tỏa 6 ca, Xuân Khánh 2 ca trong khu phong tỏa và An Phú 1 ca tầm soát tại cơ sở y tế. Trên địa bàn quận Cái Răng ghi nhận 3 ca nhiễm gồm trong khu phong tỏa 1 ca, trong khu cách ly 2 ca, cụ thể là trên địa bàn phường Lê Bình và Ba Láng. Ba Láng 1 ca trong khu phong tỏa và Lê Bình 2 ca trong khu cách ly. Tiếp theo đó là trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh có 1 ca tầm soát tại cơ sở y tế, đó là trên địa bàn Vĩnh Trinh. Địa bàn huyện Cờ Đỏ có 2 ca trong khu cách ly, đều trên địa bàn Thới Xuân. Và cuối cùng đó là trên địa bàn quận Thốt Nốt thì gồm có các ca trong khu cách ly, đó là 3 ca, cụ thể là trên Tân Lộc 2 ca và Thuận An 1 ca. Và các ca ngoại tỉnh thì ngày hôm nay số ca ngoại tỉnh đã giảm thì chỉ còn là có 3 ca, trong đó 2 ca cách ly tại nhà và 1 ca trong khu cách ly. Cụ thể trở về từ thành phố Hồ Chí Minh 1 ca cách ly tại nhà, từ Đồng Tháp 1 ca cách ly tại nhà và từ An Giang là 1 ca trong khu cách ly. Trên đây là báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ tính đến 17 giờ ngày hôm nay. Và tiếp theo thì chúng ta cùng chuyển qua những tin tức khác có liên quan. Cần Thơ cải tạo một nút giao trên đường Quang Trung để đảm bảo an toàn giao thông. Nút giao đường Quang Trung với đường Lý Thái Tổ thuộc quận Cái Răng, Cần Thơ được lắp thêm cụm đèn tín hiệu để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông. Ngày 18 tháng 10, Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ chính thức đưa vào hoạt động hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Quang Trung với đường Lý Thái Tổ thuộc địa bàn quận Cái Răng. Theo ông Mai Minh Ngoan, Chánh văn phòng Ban An toàn Giao thông thành phố, đường Quang Trung là một trong những trục chính là cửa ngõ vào thành phố nên có nhiều người và phương tiện lưu thông. Bên cạnh đó, khi công trình nâng cấp và mở rộng cầu Quang Trung chính thức khánh thành đưa vào khai thác từ đầu năm 2021, mật độ lưu thông gia tăng khá đột biến. Đó là nguyên nhân khiến tình trạng mất an toàn giao thông, xung đột giao thông tại điểm giao giữa các tuyến đường thuộc khu Hưng Phú 1 với đường Quang Trung, đặc biệt là tại nút giao đường Quang Trung với đường Lý Thái Tổ. Từ đó, Ban An toàn Giao thông thành phố đã triển khai lắp đặt 2 giá lông môn trên đường Quang Trung, đồng thời lắp đặt 1 trụ đèn tín hiệu trên đường Lý Thái Tổ. Bên cạnh đó, bố trí lại các vạch sơn kẻ đường và hệ thống biển báo giao thông, biển hướng dẫn phương tiện di chuyển theo làn đường từ xa. Tại nút giao này, ban cũng bố trí một làn đường dành riêng cho phương tiện đi từ đường Quang Trung để rẽ trái vào đường Lý Thái Tổ để khắc phục được tình trạng xung đột giao thông. Chiều ngày 18 tháng 10, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 3.159 ca mắc Covid-19 mới. Đáng chú ý, số tử vong cả nước giảm thấp nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở mức cao. Số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày được công bố là 1.136 người. Và trong số là 3.168 ca nhiễm mới, có 9 ca nhập cảnh và 3.159 ca ghi nhận trong nước, giảm 16 ca so với ngày trước đó tại 45 tỉnh, thành phố.
trong đó thì có 1.261 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 867.221 ca nhiễm, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở đợt dịch thứ tư, 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 862.531 ca, trong đó 790.163 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trên đây là một số nội dung thông tin mà Tâm Tâm chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi và bây giờ Tâm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai. Bye bye!